Kính chào quý vị đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện Lãnh đạo công an một tay che trời, giăng bẫy sát hại đồng nghiệp và hành trình hơn 30 năm giải oan. Ngày 27 tháng 3 năm 1979, Thiếu úy Lữ Anh Rồi, công an vũ trang tỉnh Minh Hải cũ, nay là bộ đội biên phòng, đã bị chuẩn úy Thái Văn Hùng bắn chết tại sàn lựa cá tôm, cửa hàng thu mua thủy hải sản Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải cũ, nay thuộc tỉnh Bạc Liêu, khi đang làm nhiệm vụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 9, từ trước đó, người ra lệnh cho Thái Văn Hùng bắn ông Lữ Anh Rồi là Trung tá Nguyễn Ngọc, khi đó là Phó Ty Công an, Chỉ huy trưởng Công an vũ trang Minh Hải cũ. 5 ngày sau khi ông Lữ Anh Rồi bị bắn chết, Nguyễn Ngọc đã có báo cáo số 005 rằng ông Lữ Anh Rồi phản quốc, chống cự nên bị tiêu diệt. Với công lao này, Nguyễn Ngọc đã được thăng cấp thượng tá, sau đó được rút lên Bộ Nội vụ rồi đi học ở nước ngoài. Thái Văn Hùng cũng được thăng hàm từ chuẩn úy lên trung úy. Tuy nhiên, vào giữa năm 1979, Thái Văn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi bắn ông Lữ Anh Rồi. Vụ án đã kéo dài đến gần 9 năm sau đó và vẫn chưa thể truy tố vì nhiều lý do, trong đó có liên quan đến vai trò của Nguyễn Ngọc. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, ban đầu Công an tỉnh Minh Hải cho rằng vụ việc không có dấu hiệu phạm tội nên không điều tra, xác minh. Đến đầu năm 1980, khi lực lượng công an vũ trang chuyển sang Bộ Quốc phòng quản lý, Nguyễn Ngọc ở lại ngành công an, được rút lên Bộ Nội vụ rồi đi học nước ngoài với hàm thượng tá. Thời điểm này, Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 9 được Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng tăng cường cán bộ để điều tra vụ án. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương cho khởi tố Nguyễn Ngọc để điều tra vì Nguyễn Ngọc có liên quan. Nếu không khởi tố thì vụ án không thể kết thúc được. 9 năm sau vụ án, những kẻ liên quan đến cái chết, sự oan khuất của Lữ Anh Rồi vẫn chưa bị công lý trừng phạt. Hành trình kêu oan cho chồng của bà Nguyễn Thị Mai vẫn chưa dừng lại. Vì kêu oan cho chồng, đều đặn mỗi năm, những đơn thư kêu oan của bà Nguyễn Thị Mai vẫn được gửi đến các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. Vụ án của Lữ Anh Rồi lúc ấy lại được nhiều người biết tới, nhiều người đồng cảm, ủng hộ bà Mai kêu oan cho chồng. Một trong những sự ủng hộ đó là từ báo Minh Hải. Bài báo đầu tiên được tờ báo này đăng tải trong mục báo chí công khai với tựa đề Tiếng kêu thống thiết của chị Nguyễn Thị Mai. Nội dung được đăng tải là lá đơn đẫm nước mắt của bà Mai. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, đau đáu suốt gần một thập kỷ qua. Nhà báo Dương Thanh Long và Trần Thành Nên của báo Minh Hải là hai cây bút được phân công để điều tra, tìm hiểu vụ án còn nhiều điểm nghi vấn này. Sát cánh bên bà Mai chính là nhà báo Dương Thanh Long. Ông đã không quản ngại khó khăn, vất vả để lao vào cuộc chiến tìm công lý. Năm 1988, sau một thời gian tìm hiểu, ông Long biết được cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có sinh sống ở Sài Gòn. Biết được địa chỉ, ông Long bàn với bà Mai và một người bạn, cả ba người chuẩn bị tư trang lên Sài Gòn. Họ ở nhờ nhà người quen để tìm cơ hội gặp Tổng Bí thư. Chờ đợi suốt nhiều tuần mà không có kết quả, cả ba người lại trở về Minh Hải. Từ đó, bà Hạ quyết tâm bằng mọi giá phải gặp được người lãnh đạo cao nhất để kêu oan. Trong năm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dành thời gian đến Minh Hải để thăm và làm việc. Nhận được tin này từ nhà báo Long, bà Mai rối bời tìm cách để gặp Tổng Bí thư. Bà Mai không giấu được hồi hộp kể lại: "Tôi có đăng ký gặp Bắc Linh, nhưng mấy anh bên ủy ban bảo rằng đợt làm việc này Bắc Linh không có kế hoạch tiếp dân. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa để kêu oan cho chồng. Tôi quyết nắm bắt lấy." Khi bà Mai được gặp Tổng Bí thư, bà có 30 phút để trình bày việc của mình. Trong 30 phút ấy, vị lãnh đạo cao nhất của dân tộc đã lắng nghe hết sức chăm chú, còn bà Mai cũng đã trút hết nỗi lòng chất chứa suốt 9 năm qua. Câu chuyện kết thúc với lời động viên của Tổng Bí thư và quan trọng hơn là lời hứa sẽ sớm đưa vụ việc ra xét xử. Bà Mai trở về nhà, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau gần 10 năm, lần đầu tiên vụ án của Lữ Anh Rồi có một chuyển biến lớn như vậy. Lại nói về Thái Văn Hùng, kẻ đã bắn chết thiếu úy Lữ Anh Rồi. Trong quá trình điều tra, Hùng một mực khẳng định đã làm tròn chức trách của mình. Mọi người đều trông đợi một bản án công tâm, pháp luật được thực thi để kẻ có tội phải đền tội và người chết oan lấy lại danh dự. Theo bản án sơ thẩm, Hùng ngoan cố cho rằng Lữ Anh Rồi là kẻ phản quốc, móc giáp với quân ngụy để đưa người vượt biên. Sự việc này đã bị người khác phát giác và báo cho ông Ngọc, nên ông Ngọc quyết định cài Hùng vào làm nội gián để phục bắt Lữ Anh Rồi. Xét thấy vai trò của ông Ngọc trong vụ trọng án này, cơ quan công tố cũng đã yêu cầu phía Ty Công an Minh Hải có hồ sơ về cái chết của ông Rồi. Để chót lọt, Ngọc chỉ đạo cho cấp dưới làm hồ sơ khống, tức báo cáo 005, gọi là vụ án chính trị nội bộ, để vu khống cho Lữ Anh Rồi tội phản quốc. Đồng thời, Ngọc thêm vào đó những chứng cứ giả để xác nhận có một vụ vượt biên mà Lữ Anh Rồi chuẩn bị cho 53 người lên chuyến tàu 3209. Thực chất,
Đây là kế hoạch do Ngọc và Hùng đã xếp đặt từ trước để đưa ông Rồi vào kịch bản phản quốc. Trên cơ sở tình tiết và các đánh giá tính chất của vụ án, sự thật đã rõ ràng. Tòa án quân sự quân khu 9 đã tuyên Nguyễn Ngọc 15 năm về tội giết người, 3 năm về tội vu khống, Thái Văn Hùng chung thân về tội giết người. Kết thúc phiên tòa không lâu, Nguyễn Ngọc có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Sau đó, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cũng đã có kháng nghị, đề nghị đổi tội danh giết người của Nguyễn Ngọc sang tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Báo chí thời điểm đó cũng ghi nhận, trong phiên tòa sơ thẩm này, hai bị cáo Ngọc và Hùng vẫn quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hơn ai hết, Ngọc là người trong ngành, là lãnh đạo của ngành công an vũ trang lúc bấy giờ. Ông thừa biết khai những gì để có lợi cho bản thân mình. Hơn nữa, sự thăng quan tiến chức của Ngọc sau cái chết của thiếu úy Lữ Anh Rồi, sự trốn tránh gần một thập kỷ mà không bị lôi ra trước ánh sáng công lý của Ngọc, thể hiện một điều rằng đã có những bàn tay vô hình nào đó bao bọc lấy bị cáo này. Thế nhưng, cuộc chiến pháp lý về tội danh của Nguyễn Ngọc vẫn chưa dừng lại ở đó. Bà Mai, vợ của nạn nhân cũng đã gửi đơn kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm vì không đồng tình với mức án của ông Ngọc. Bà cho rằng tội của ông ấy phải chịu mức án cao hơn. Tháng 4 năm 1989, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa này, kiểm sát viên giữ quyền công tố đã rút kháng nghị, đồng tình với tội danh giết người của Nguyễn Ngọc. Kết thúc, tòa tuyên Thái Văn Hùng được giảm án còn 18 năm tù về tội giết người. Nguyễn Ngọc tăng án 20 năm cho tội giết người, 3 năm tội vu khống. Những tường tội danh của Nguyễn Ngọc và Thái Văn Hùng đã rõ, nhưng vụ án vẫn chưa thể kết thúc. Sau phiên tòa phúc thẩm, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao lúc bấy giờ đã có kháng nghị giám đốc thẩm, cho rằng Nguyễn Ngọc chỉ phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vu khống. Nhưng Ủy ban Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao đã bác kháng nghị này và giữ nguyên bản án phúc thẩm. Sau đó, Viện Kiểm sát tối cao có kháng nghị lần thứ hai, luật thời điểm đó cho phép, nhưng vẫn bị Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao tiếp tục bác kháng nghị. Vụ án Lữ Anh Rồi đã chính thức được khép lại, nhưng hậu quả của nó thì vẫn chưa thể khắc phục. Thiếu úy Lữ Anh Rồi đã lấy lại được lẽ phải, nhưng danh dự của ông thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn ai hết, bà Mai, vợ của ông chính là người biết rõ điều đó nhất. Đến chiều ngày 27 tháng 7 năm 2017, đúng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại hội trường phường 5, thành phố Cà Mau, các cơ quan chức năng đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Lữ Anh Rồi. Tại buổi lễ, ông Thân Đức Hưởng, lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, đã trao bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Lữ Anh Rồi cho bà Nguyễn Thị Mai trong tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt của bà Mai, người thân và người dân nơi bà Mai sinh sống. Sát hại trung sĩ công an, đàn em Nam Cam nhận kết cục đắng ngắt từ lời hứa hão. Vào khoảng 23 giờ đêm 27 tháng 1 năm 2000, trung sĩ Phan Lê Sơn, trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đang ngồi với mấy người bạn trong một quán nhậu ở đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thì một đồng nghiệp điện thoại rủ đến quán Cấm Chỉ ở số 4 đường Hải Triều, quận 1. Trong lúc Sơn cùng bạn bè ăn phở, uống bia, thì Từ Anh Kiệt, biệt danh Út Lùn, trú ở cư xá Vĩnh Hội, phường 8, quận 4, một đối tượng từng phạm tội hiếp dâm năm 1993, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù, phóng xe máy tới, chiếu đèn pha vào bàn. Bực tức trước hành vi thiếu văn hóa, Sơn bước ra cự nữ. Nhưng Kiệt không xin lỗi mà còn thách thức nên bị Sơn tát vào mặt hai cái bạt tay. Đồng bọn của Kiệt là Nguyễn Hữu Thịnh, 35 tuổi, ở đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, con trai của Nguyễn Văn Thọ, biệt danh Thọ Đại Úy, một tay chân thần cận, gọi Nam Cam bằng cậu ruột và điều hành nhiều hoạt động phạm tội, lao vào nhưng bị Sơn đá vào bụng. Thấy bất ổn, chủ quán Cấm Chỉ và một số bạn bè của Sơn bước tới can ngăn. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, không ngờ Thịnh phóng xe máy về quán nhậu 136 Nguyễn Thái Học, quận 1 lấy dao chở Thọ Đại Úy trở lại quán Cấm Chỉ, đồng thời điện thoại kêu một người có biệt danh là Bảy Việt đến xử Sơn. Nghe tin, Bảy Việt bỏ dở cuộc nhậu với Chiến Hữu để ra tay hỗ trợ đàn em. Chính Bảy Việt đã đưa dao cho Hồ Thanh Tùng, trú ở chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, và ra lệnh cho đối tượng này cùng Từ Anh Kiệt, Văn Công Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Song Toàn, Trần Dương đến quán Cấm Chỉ truy sát anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Khi thấy anh Sơn bỏ chạy ra phía đường Hàm Nghi, Bảy Việt đã phóng xe máy truy chặn, tạo điều kiện cho đồng bọn đâm, chém nạn nhân liên tiếp, khiến anh Sơn và anh Hưng tử vong. Thọ Đại Úy cũng xông vào quán đập vỡ hai vỏ chai bia để làm hung khí, rồi lớn tiếng la hét, văng tục, kích động đám côn đồ
gây án mạng kinh hoàng trong vài phút và đã bị đồng bọn đâm nhầm nên phải đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn. Cuộc truy sát gây náo loạn khiến anh Nguyễn Văn Đông, cảnh sát hình sự quận 1 nhà ở gần đó, phải lấy súng K-54 bắn chỉ thiên. Những kẻ giết người dã man mới tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra án mạng, Bảy Việt phóng xe máy đến quán bar Hoàng Hôn báo tin cho một người tên là Kim Anh biết vụ truy sát đẫm máu và chở Kim Anh đến Bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ Đại úy. Sau đó đến quán Tân Hải Vân ở đường Nguyễn Trãi để ăn phở và tình cờ gặp con rể Nam Cam là Dương Ngọc Hiệp, biệt danh Hiệp Phỏ Mã. Sau khi thuật lại hết sự tình thì hắn về ngủ tại nhà của Kim Anh ở hẻm 42 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, vào thời điểm đó, Nam Cam đang ở khách sạn Las Vegas, Hà Nội, nên Hiệp Phỏ Mã điện báo cho cha vợ bay về trong chiều cùng ngày để dàn xếp vụ việc. Sau đó Nam Cam đã vẽ ra một kịch bản nhằm đối phó với công an bằng cách kêu Thịnh ra đầu thú và không khai báo hành vi phạm tội của Bảy Việt và Thọ Đại úy. Mà sự có mặt của Thọ Đại úy tại quán cấm chỉ là tình cờ đi mua phở và chân gà cho người bạn gái. Còn Bảy Việt cũng tạo chứng cứ ngoại phạm khi khai rằng lúc ra tới hiện trường thì vụ án đã xảy ra nên không biết gì. Một mặt, Nam Cam không chỉ cho người đến nhà nạn nhân để xin lỗi, xin lo ma chay, bồi thường tổn thất tinh thần, mà còn chỉ đạo Bảy Việt ẩn mình tại nhà Kim Anh và lập kế hoạch đưa Bảy Việt trốn ra nước ngoài. Hiệp Phỏ Mã, Thọ Đại úy và Kim Anh đã thuyết phục Bảy Việt trốn qua Campuchia và hứa hẹn sẽ tìm đường để hắn sang định cư ở Canada. Trước cuộc chạy trốn, Bảy Việt được Trúc Mẫu Hậu, tức vợ lớn Nam Cam, cho $100, Lê Thị Hồng Ngọc, chủ quán Tân Hải Vân, cho 2 triệu đồng, còn Nam Cam đưa cho Hiệp Phỏ Mã $20,000 để móc nối với Tư Miên, một người Campuchia, đưa Bảy Việt xuống cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An, giao cho một người Campuchia khác dẫn đường vào nội địa nước bạn. Ngoài số tiền xin được, Bảy Việt chỉ nhận thêm của Nam Cam $1,000 từ tay Hiệp Phỏ Mã. Nhưng vì lỡ bước không thể quay về, nên gã phải lang thang nơi đất khách. Những ngày đầu, hắn đi với một người đàn ông Campuchia có tên gọi là Phát. Ông này đã nhờ ai đó làm hộ chiếu giả, biến hắn thành người Campuchia để đưa qua Thái Lan trước khi tìm đường sang Canada. Nhưng mới qua cửa khẩu, Bảy Việt đã bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ về tội nhập cảnh trái phép bằng giấy tờ giả. Họ tống hắn vào buồng giam mấy ngày. Tư Miên biết tin nên nhờ người quen bảo lãnh đưa hắn trở lại Campuchia. Sống chui nhủi ở đất khách trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Vài lần hắn có điện thoại về Việt Nam do hỏi Kim Anh về vụ án trước quán phở cấm chỉ. Sau đó được Hiệp Phỏ Mã kêu về lại Việt Nam gặp Nam Cam. Trong cuộc gặp đó, Nam Cam dặn hắn không nên khai chuyện họ ép buộc tôi trốn ra nước ngoài và nói với hắn rằng mấy người quen bên cơ quan điều tra hứa sẽ giúp cho tôi tù tội cũng chỉ một vài năm. Nhưng hắn đâu ngờ, đấy chỉ là lời hứa hão. Sau khi bị bắt và tuyên án, hắn đã phải nhận về một cái kết cục đắng ngắt. Bảy Việt, tên thật là Bùi Anh Việt, hắn bỏ dở con đường học vấn từ năm lớp 8. Bảy Việt ở nhà một thời gian, rồi theo đoàn cải lương trung hiếu suốt 5 năm mới quay về học nghề đóng giày dép từ năm 1993. Trong thời gian theo nghiệp cầm ca, Bảy Việt đã gây án, cướp tài sản và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 tháng tù giữa năm 1987. Cũng trong thời gian đó, hắn quen biết Lê Thị Kim Anh, chủ quán Ba Hoàng Hôn ở đường Lê Lợi, quận 1. Từ đó mới gặp Thọ Đại úy và Nam Cam. Chính mối quan hệ này đã đẩy Bảy Việt vào vòng lao lý chỉ vì muốn thể hiện vai vế anh chị trong giới giang hồ. Con đường tình duyên của Bảy Việt cũng lắm lận đận. Năm 1985, sau khi ly hôn người vợ đầu là Nguyễn Thị K.Y., Bảy Việt sống với Võ Thị K.P. một thời gian, thì người phụ nữ này xuất cảnh sang Canada định cư từ năm 1992. Người thứ ba Bảy Việt chung sống như vợ chồng là Lê Hồ B.T., một nữ tiếp viên vũ trường trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Dù chênh nhau tới 17 tuổi, nhưng cô B.T. vẫn phải chấp nhận làm vợ hờ một thời gian dài mới giải thoát được mình để đi lấy chồng khác sau khi Bảy Việt bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Mặc dù Bùi Anh Việt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết luận Bùi Anh Việt đã phạm tội giết người với vai trò là tên cầm đầu, xúi dục. Và trong những năm tháng đầu tiên ở trại giam Xuân Phước, Bảy Việt liên tục gửi đơn kêu oan.
các cơ quan tiến hành tố tụng tối cao cũng đã có nhiều văn bản bác đơn của hắn. Bảy Việt sau đó đã bị tuyên án chung thân, phải gắn chặt quãng đời còn lại của mình sau song sắt trại tạm giam để sám hối cho những tội ác của mình. Cùng gây án giết người trước quán cấm chỉ với Bảy Việt và đồng bọn có Văn Công Tiến. Học hết lớp 9, Tiến theo nghề phụ xế xe tải. 17 tuổi, Tiến đã bị Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 2 năm sau đó, Tiến theo đám bạn đi ăn bay trên đường phố nên tiếp tục bị Tòa án Nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Trong vụ sát hại trung sĩ Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng, sau khi án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt tù chung thân, Tiến đã kháng cáo kêu oan và chối tội. Thế nhưng các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án, lời khai của đồng bọn và nhân chứng có đủ căn cứ chứng minh Tiến là sát thủ đã truy đuổi, rồi cầm ghế nhựa tấn công khiến anh Sơn vấp ngã, rồi vung dao đâm vào bụng và ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Văn Công Tiến đã đến Bệnh viện Sài Gòn thăm Thọ Đại úy và nghe tin hai nạn nhân đã chết nên vội vã chạy đến nhà người bạn gái là Nguyễn Thị Kim Yến ở đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Là người trực tiếp chứng kiến Tiến và đồng bọn truy sát, nhưng chính Yến đã vẽ đường cho Tiến trốn đến ở nhà người dì ruột Nguyễn Thị Lan, trú ở hẻm 11, đường Hải Đức, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, gần một tháng sau đó mới về lại thành phố Hồ Chí Minh. Tiến đã bị bắt tạm giam vào ngày 18 tháng 4 năm 2000. Theo đó, Yến cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Nói về tội ác của mình, Tiến tâm sự không hiểu nổi vì sao lúc đó lại dại dột và ngông cuồng đến mức đã cùng đồng bọn gây ra tội ác. Nếu được tha tù về với cộng đồng xã hội, chắc rằng Tiến sẽ không tránh khỏi một bản án lương tâm bám đuổi suốt cuộc đời. Trùm băng nhóm cướp giật Hồ Duy Trúc thoát án tử sau khi gây án kinh hoàng. Hồ Duy Trúc sinh ra ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Lúc 16 tuổi, Trúc vào thành phố Hồ Chí Minh theo học ngành điện lạnh và quen biết Trần Văn Luông. Bản tính ham chơi, rời xa gia đình nên Trúc cùng Luông bỏ học, dần sa ngã. Giữa năm 2012, trong lần về quê, Trúc cùng bạn bè cướp tài sản rồi đem theo chiếc xe cướp được bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, 15 vụ cướp đã xảy ra. Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Trúc và Trần Văn Luông chặn xe RSX của chị TTCT ngụ Bình Chánh, dùng dao khống chế cướp xe. Ngày 15 tháng 7 năm 2012, Trúc, Luông và Phương phát hiện anh Huỳnh Minh Vĩ, 33 tuổi, ở Bình Phước, đang chạy xe gắn máy hiệu Airblade, liền vượt lên chặn đầu. Phương cầm con dao chém 3 nhát trúng ngực và 1 nhát trúng dao anh Vĩ rồi cướp xe. Ngày 24 tháng 7 năm 2012, vẫn thủ đoạn cũ, Trúc và đồng bọn lại dùng dao chém anh Trần Phước Nhật, 29 tuổi ở quận 7, cướp chiếc xe Novo LX, nhưng anh Nhật đã bỏ xe chạy thoát. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, sau khi uống rượu, nhóm Trúc tiếp tục dùng dao chém vào cổ anh Nguyễn Hồng Tân ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cướp xe SH. Trên đường lái xe SH tẩu thoát, nhóm này tiếp tục cướp chiếc xe Sirius của một đôi nam nữ đang đi trên đường. Cuối cùng và cũng là đỉnh điểm tội ác của Trúc và đồng bọn là vụ chặt gần lìa bàn tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH tại chân cầu Phú Mỹ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ như thế, tổng số vụ cướp mà tướng cướp tuổi 20 này thực hiện cùng đồng bọn lên tới 15 vụ, làm các nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ từ 1 đến 47%. Nghe nhắc lại những cảnh tượng kinh hoàng, nỗi ám ảnh sợ hãi ùa về trên gương mặt các nạn nhân. Trong một phiên xét xử, thay vì ân hận về những hành vi mình đã gây ra, gương mặt Trúc và đồng bọn vẫn dửng dưng vô cảm. Trong khi một trong những bị cáo tên Luông nhanh chóng nhận tội, tướng cướp 9X Hồ Duy Trúc lại quanh co với cụm từ không nhớ, không biết. Tuy nhiên, để trả giá cho tội ác, Trúc bị tòa tuyên phạt tử hình, Luông lãnh án tù chung thân. Hình phạt trên nhận được sự đồng tình của dư luận. Thế nhưng, ngay sau khi tòa tuyên án, mẹ Trúc và những người trong gia đình đã đại náo pháp đình, dùng những lời lẽ kích động, xúc phạm hội đồng xét xử, nạn nhân và rượt đuổi cả luật sư đã bào chữa chỉ định cho con em mình. Có lẽ nỗi đau mất con, mất người thân đã làm họ quên đi tội ác tày đình Trúc đã gây ra, cũng như nỗi đau, sự ám ảnh kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ án.
Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 24 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để đảm bảo giữ trật tự cho phiên tòa. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hạn chế số người tham dự. Những người trong gia đình bị cáo Trúc có hành vi gây rối sau phiên xử tại phiên tòa sơ thẩm lần này không được vào tham dự phiên tòa. Đứng ở bậc tam cấp dẫn lên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao cùng với chồng và con gái, bà Nguyễn Thị Út, mẹ Trúc nói bà và con gái rất ân hận về hành động nông nổi của mình sau phiên tòa sơ thẩm. Rớm nước mắt, người mẹ đau khổ này nói: "Hôm đó nghe con nhận án tử hình, tôi không thể bình tĩnh. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với chị Thúy, xin lỗi các nạn nhân, xin lỗi hội đồng xét xử, xin tất cả mọi người. Nếu có các bị hại ở đây, tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi họ." Thành khẩn nhận tội tại phiên tòa, trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Trúc cho rằng bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ tội mới là gia đình đã bồi thường 20 triệu đồng và được nạn nhân Thúy làm đơn bãi nại. Ngoài ra, Trúc xin hội đồng xét xử xem xét vợ bị cáo thời điểm đó mới sinh con được 7 tháng tuổi. Trong khi đó, bị cáo Luông xin giảm án với lý do có hai con còn quá nhỏ và cho rằng mức án chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo là quá nặng. Về vấn đề này, tòa cho rằng hành vi của bị cáo là rất dã tâm, thực hiện chót lọt 14 vụ cướp. Do bị hại không kháng cáo, viện kiểm sát không có kháng nghị tăng án. Nếu có kháng cáo kháng nghị thì chắc chắn tòa sẽ xem xét và mức án của bị cáo còn cao hơn nữa. Tương tự, bị cáo Huỳnh Thanh Sơn, 32 tuổi và Trần Thanh Tuyền, 23 tuổi, ngụ Ninh Thuận cũng cho rằng bị cáo tham gia chỉ 1-2 vụ, nhưng mức án Tuyền Sơn 18 năm và Tuyền 12 năm là quá nặng. Nói lời sau cùng, Trúc cùng các đồng phạm đều xin được xem xét giảm nhẹ tội. Trúc còn xin được nhìn thấy cha mẹ lần cuối. Ngoài ra, ba đàn em của Trúc cũng xin tòa xem xét tha tội chết cho đàn anh. Tuy nhiên, nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo gây hoang mang, chấn động cho người dân thành phố Hồ Chí Minh một thời gian dài. Khi thực hiện tội phạm, các bị cáo rất hung hãn, côn đồ, chém trước cướp sau. Trong số các bị cáo, hội đồng xét xử nhận định Trúc là kẻ chủ mưu cầm đầu, trực tiếp thực hiện 15 vụ cướp, trong đó trực tiếp cầm dao chém đứt lìa tay chị Thúy, cướp xe SH. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, không còn khả năng cải tạo. Dù tại phiên tòa hôm đó, Trúc có tình tiết giảm nhẹ tội mới và đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên hội đồng xét xử cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Giữ vai trò chỉ sau Trúc, tại phiên tòa, bị cáo Luông đưa ra lý do có hai con còn nhỏ, 7 tuổi và 1 tuổi để xin giảm án. Theo hội đồng xét xử, đây không phải là tình tiết giảm nhẹ tội theo quy định. Với 14 vụ án đã tham gia, tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng và trực tiếp cầm dao chém trọng thương 7 bị hại, hội đồng xét xử cho rằng án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tuyên bị cáo Luông mức án tù chung thân là tương xứng. Tại phiên tòa, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa cũng bác đơn kháng cáo của bị cáo. Đối với kháng cáo của hai bị cáo còn lại, hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo Sơn chỉ tham gia duy nhất một vụ chém đứt lìa tay chị Thúy cướp xe SH, nhưng vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị thương tích 47% và bị cáo chính là kẻ giật ví của nạn nhân. Tương tự, bị cáo Tuyền chỉ tham gia 2 vụ nhưng tài sản chiếm đoạt lớn trên 130 triệu đồng nên án sơ thẩm áp dụng khoản 4 điều 133 xử phạt các bị cáo mức án trên là phù hợp. Từ đó, hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Duy Trúc, 21 tuổi quê Ninh Thuận tử hình, Trần Văn Luông, 26 tuổi quê Bến Tre tù chung thân, Huỳnh Thanh Sơn, 32 tuổi 18 năm tù và Trần Thanh Tuyền, 23 tuổi quê Ninh Thuận 12 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015, sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, kể từ ngày Bộ luật Hình sự 2015 được công bố thì không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội, mà Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình. Bộ luật Hình sự 2015 bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội, trong đó có tội cướp tài sản. Cũng theo nghị quyết 109 của Quốc hội, kể từ ngày Bộ luật Hình sự 2015 được công bố, hình phạt tử hình đã tuyên với người được nêu ở trên nhưng chưa thi hành án thì không thi hành và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân. Và như vậy, theo quy định trên thì Trúc
phạm tội cướp tài sản và các bị cáo tương tự khác thuộc những trường hợp trên may mắn không phải thi hành án tử hình mà sẽ chuyển thành hình phạt tù chung thân. Ngay sau khi bày tỏ niềm vui trước thông tin con trai thoát án tử hình, ông Tùng, bố của Trúc cũng không quên phân giải rằng dù biết lỗi lầm Trúc gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội bàng hoàng, bất an và mức án tử hình mà hai cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm tuyên là đúng người đúng tội. Nhưng với bản thân vợ chồng ông, những người cha người mẹ thì dù thế nào Trúc vẫn là đứa con họ rút ruột đẻ ra, nên có thể hiểu được sự vui mừng của vợ chồng ông khi con mình thoát án tử hình. Cũng theo lời bà Út, mẹ Trúc, thì từ ngày Trúc bị tuyên án tử hình đến nay cũng là bấy nhiêu thời gian vợ chồng bà phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách cứu con. Hàng tháng họ vẫn cố gom góp vay mượn, đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con. Dù biết con gây ra lỗi lầm lớn và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng những lần được gặp con ngắn ngủi ấy, họ càng có niềm tin hơn để sống nốt quãng đời còn lại. Đồng thời cũng góp phần động viên Trúc cố gắng điềm tĩnh dù phải đếm từng ngày chờ thi hành án tử hình. Đó là những ngày Trúc còn mang án tử. Nhưng bây giờ thì vợ chồng bà càng có thêm động lực để vào thăm con. Mong con trai mình thay đổi, suy nghĩ tích cực, cố gắng cải tạo tốt, chấp hành nội quy trại giam. Được biết, bà Út mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng anh chị em của bà chưa kịp lớn đã tha phương cầu thực rồi thất lạc nhau. Đến nay, bà cũng không biết chính xác mình có bao nhiêu anh chị em. Bà sống trong sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Khi lớn lên, bà có hai đời chồng và sinh tới 12 người con. Hiện bà Út có đến hơn 20 người cháu. Có lẽ gia cảnh vốn nghèo khó lại đông con cháu, khiến cho cuộc sống của bà và con cháu cứ ngày một kiệt quệ, cái đói nghèo cứ luôn đeo đẳng. Và như một lẽ thường, Trúc cũng được sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, khổ sở. Bỏ học ngang, Trúc tìm vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề điện lạnh. Nhưng việc học cũng chẳng đầu chẳng đuôi. Trúc kết giao rồi rủ rê bạn bè lập băng nhóm đi cướp nhằm đổi phận nghèo. Cuộc đời như phim của nữ tử tù dùng quái chiêu thoát án tử hình. Chiều 16 tháng 1 năm 2016, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khi đó là Đại tá Đỗ Văn Lực cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Điều tra tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của 4 cán bộ quản giáo thuộc một trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh để làm rõ hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm khi để một nữ tử tù mang thai trong thời gian chờ thi hành án. Vị này đánh giá đây là một sự việc nghiêm trọng, đồng thời nói trước mắt tất cả cán bộ kể trên đều đã bị đình chỉ công tác. Trước đó, các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1974, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, mang thai khoảng 25 tuần tuổi và dự sinh vào khoảng tháng 4 năm 2016. Đây là một nữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, bị bắt từ tháng 4 năm 2012 vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài việc trực tiếp tham gia mua bán 196 bánh heroin và 7 kg ma túy đá, Huệ còn là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán hàng nghìn bánh heroin do hai nhân vật cộm cán khác cầm đầu. Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm vào ngày 20 tháng 1 năm 2014 và phúc thẩm vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, nữ quái này đều bị tuyên án tử. Theo báo VOV, cơ quan chức năng đã làm rõ trong quá trình bị giam giữ, lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai và những bất cập trong công tác giam giữ, nên Huệ đã nảy sinh ý định tìm cách có thai để tránh án tử hình. Huệ làm quen và nhờ phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1989, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, giúp mang thai với giá 50 triệu đồng. Trong tháng 8 năm 2015, Hưng đã hai lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi ni lông, kèm theo bơm tiêm và để vào nơi Huệ sắp đặt trước. Sau đó, Huệ lợi dụng sơ hở trong lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, dùng bơm tiêm bơm tinh trùng vào buồng tử cung của mình để có thai. Về sự việc vô cùng hy hữu này, bỏ qua tính chất pháp lý, tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia nam học và hiếm muộn, khi ấy là giám đốc bệnh viện nam học và hiếm muộn Hà Nội, nhận định rằng nữ tử tù rất có hiểu biết về sinh lý nên đã biết cách tính đúng chu kỳ rụng trứng của mình. Đặc biệt, chị ta lại còn gặp may khi xin được tinh trùng khỏe mạnh. Bác sĩ Vệ nói, khi đã sống được, tinh trùng có khả năng tự bơi nên chỉ cần dính bên ngoài âm đạo thì cũng vẫn có khả năng thụ thai. Do đó, chỉ cần tinh trùng khỏe mạnh và tính toán đúng chu kỳ rụng trứng thì việc bơm tinh trùng một cách thô sơ vẫn có khả năng mang thai.
trở lại với những chiến tích rúng động của Huệ lúc còn là bà trùm bảo kê vùng biên xứ Lạng. Theo tìm hiểu của phóng viên Lao động và Đời sống, thời còn nổi danh, Thị được ví vào như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Luôn lựa cho mình chiếc sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu cũng khiến cánh mày râu ngẩn ngơ ngoái nhìn. Vào đời khi mặt mũi còn non choẹt, ngay khi mới 26 tuổi, Thị đã bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Chùi nhủi mất mấy năm, đến năm 2006, Thị ra đầu thú, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Cuối năm 2009, khi ra tù, Huệ quay trở lại vùng biên giới Lạng Sơn với lời tuyên bố vấp ngã từ đâu, đứng lên từ đấy. Nói là làm, cậy sắc đẹp, ả lao đầu vào gây dựng mối quan hệ mật thiết với không ít người có vai vế, thế lực ở tỉnh vùng biên. Nữ quái nhanh chóng thao túng được hoạt động xuất nhập khẩu ngầm qua biên giới. Tất cả các xe ô tô chở trái cây muốn xuất qua cửa khẩu Cốc Nam đều phải qua tay Huệ làm thủ tục. Dưới trướng Huệ còn có cả trăm đàn em cùng đội ngũ cửu vạn lo việc điều tiết các xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa. Được đà, Huệ mở rộng thanh thế, chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn. Nhưng ả cũng hết sức khôn khéo khi trao quyền lại cho những kẻ vốn đang quản lý, còn mình thì chuyên tâm vào những vụ lớn. Thời gian đó, mỗi ngày, riêng mảng thủ tục, Huệ cũng có trong tay hàng chục triệu đồng. Đó là chưa kể còn tạo dựng công ăn việc làm cho hàng trăm lao động bốc dỡ hàng hóa. Tuy nhiên, thẳm sâu bên trong người đàn bà nguy hiểm này vẫn là một phụ nữ thích trừng diện. Giải thoại vùng biên kể rằng Huệ rất thích làm tóc. Mỗi lần làm được một kiểu đầu ưng ý, Huệ sẵn sàng rút cả nắm tiền thưởng cho thợ, có khi cả chục triệu đồng. Huệ cũng rất thích xe cộ, thay xe như thay áo. Tất cả đều là những xe sang có giá từ vài tỷ đồng. Chiếc xe được Thị sử dụng thường xuyên nhất và ưng ý nhất chính là chiếc Lexus màu đỏ đô, đeo biển tứ quý một. Có lần, trong một cuộc nhậu, Huệ đứng giữa bàn mà giải thích với đám ong ve rằng nó thể hiện cho sự độc tôn của quyền lực của Thị ở giải đất vùng biên này. Thêm một điều khá thú vị là, dù rất thích xe cộ nhưng đến năm 2011, Huệ mới làm hồ sơ đi học lái xe. Đây cũng chính là thời điểm đưa Huệ từ một bà trùm bảo kê vùng biên thành một bà trùm ma túy đầy danh mãnh. Cuối năm 2011, khi đi học lái xe ở Bắc Giang, Huệ quen với Lương Minh Tuấn, chồng của bà trùm ma túy Tiền Hạnh. Lúc ấy, đang là thầy giáo dạy lái xe. Từ đó, Huệ bắt mối mua heroin của Hạnh để bán qua Trung Quốc. Ngày 23 tháng 11 năm 2011, vợ chồng Tuấn, Hạnh giao cho Huệ 70 bánh heroin tại Hà Nội để người của Huệ chuyển về Lạng Sơn. Tuy nhiên, do chất lượng heroin không đảm bảo, Huệ chỉ mua 30 bánh, còn 40 bánh chuyển trả lại cho Hạnh. Để đảm bảo nguồn hàng, đầu tháng 1 năm 2012, Huệ cùng đàn em đi theo Hạnh sang Lào khảo sát mẫu heroin, thống nhất các phương án ăn chia. Cuối tháng 3 cùng năm, vợ chồng Tuấn, Hạnh chuyển 50 bánh heroin lên thành phố Lạng Sơn giao cho đệ tử của Huệ. Hơn một tuần sau, vợ chồng Tuấn, Hạnh tiếp tục giao bán cho Huệ 60 bánh heroin. Huệ cho đệ tử về Hà Nội nhận hàng chuyển lên Lạng Sơn giao qua Trung Quốc. Không dừng lại ở việc đưa heroin sang Trung Quốc, Huệ còn thiết lập một mạng lưới đưa thuốc lắc từ Trung Quốc vào trong nước tiêu thụ với số lượng lớn. Tháng 2 năm 2012, sau vài chuyến mua heroin của Hạnh, Huệ chào mời có lô hàng 80.000 viên thuốc lắc đề nghị Hạnh chuyển vào nội địa tiêu thụ. Hạnh nhận lời, giao cho Lương Minh Tuấn mang số thuốc lắc này về phòng trọ ở Bắc Giang cất giấu. Nhưng chưa kịp tìm mối tiêu thụ thì Hạnh, Tuấn bị bắt. Theo các trinh sát tham gia vụ bắt Nguyễn Thị Huệ, sau khi đã xác định có đầy đủ các chứng cứ phạm tội của bà trùm, cuộc bủa vây bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, khi phát hiện ra nơi hoạt động của Huệ thì lại vướng hàng trăm cửu vạn dưới trướng ả đang ở cùng. Bởi nếu bắt ngay có thể xảy ra hai khả năng. Một là đàn em của Huệ sẽ chống trả. Hai là có thể bị động, Huệ sẽ bỏ chạy qua cửa khẩu. Cuối cùng, các trinh sát phải dùng kế điệu hổ ly sơn nhử Huệ ra khỏi khu vực nhạy cảm. Nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, nữ quái này bàn giao sổ sách cho đám đàn em làm thay, còn ả vội vã về khu vực nhà mẹ đẻ ở thị trấn Đồng Đăng gần đó. Đúng lúc Huệ đứng khuất phía sau chiếc xe container nói chuyện điện thoại thì một nhóm trinh sát ập tới khống chế đưa lên xe ô tô. Tại nhà riêng của Huệ ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, một mũi trinh sát khác cũng đã tiếp cận, ngăn cản không cho đàn em của Huệ tẩu tán tang vật. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huệ được thực hiện. Công an thu giữ số heroin mẫu mà Hạnh giao cho Huệ chào hàng từ trước. Huệ khai nhận đã mua bán tổng cộng 196 bánh heroin cùng hơn 7 kg ma túy đá để đưa qua biên giới
cho khách hàng Trung Quốc. Một câu chuyện tương tự khác cũng dùng chiêu có thai để thoát án tử là câu chuyện liên quan đến tử tù Nguyễn Thị Oanh. 10 năm trước sự việc của tử tù Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Oanh bị kết án tử hình vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Khi đó, Oanh 39 tuổi. Trong lúc chờ thi hành án, Oanh được phát hiện là có thai ở thời điểm 11 tuần tuổi. Sự việc được làm rõ, Oanh có thai với một phạm nhân sắp được mãn hạn tù. Với sự trợ giúp của hai cán bộ quản giáo trại giam, Oanh đã 5 lần được mở cửa tù để cho người tình cũng là phạm nhân vào phòng biệt giam để quan hệ với Oanh. Để thoát án tử, chiêu của nữ quái là nhờ em gái đến tận nhà riêng của hai cán bộ trại giam biếu xén quà và thuyết phục hai cán bộ rằng tình yêu của Oanh và phạm nhân tên Thiên là có thật. Họ tha thiết được yêu nhau dù chỉ một lần trước khi một trong hai người phải ra pháp trường. Oanh có thai và thoát án tử, nhưng hai cán bộ quản giáo làm ngơ cho hai kẻ phạm tội thực hiện kế hoạch thoát án tử hình thì vướng vòng lao lý, tự hủy hoại công việc, sự nghiệp của mình. Sát nhân ngoan hiền, thư sinh điển trai, tuột mạng bạn gái, thoát án tử khó tin. Nhiều năm về trước, tại đường Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Chỉ vì ghen tuông, gã sát nhân điển trai Phạm Văn Phú đã nhẫn tâm sát hại người yêu bằng hàng chục nhát dao chí mạng. Thời điểm đó, người dân xung quanh khu vực nơi xảy ra án mạng vô cùng bàng hoàng, không hiểu lý do vì sao cậu thanh niên Phạm Văn Phú, vốn dĩ là người hiền lành, khuôn mặt sáng láng, lại có hành động tàn bạo đến như vậy. Có lẽ khi nhìn lại cuộc đời của Phú, người ta mới hiểu rõ hành động bồng bột lúc đó của anh. Theo thông tin của báo Vietnamnet, Phạm Văn Phú, sinh năm 1989, ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, là con đầu trong một gia đình có hai anh em. Cha bỏ đi từ ngày Phú còn bé, một mình mẹ già sớm hôm bán bánh tét chiên, nuôi anh em Phú khôn lớn. Học hết lớp 8, thấy cảnh nhà khó khăn, Phú bỏ học đi làm phụ giúp mẹ. Nghỉ học văn hóa, Phú theo nghề sơn mài, rồi xin vào làm trong một tiệm tranh. Lương tháng được vài triệu đồng, nhưng do chi tiêu tiết kiệm, hàng tháng dư được ít tiền Phú đưa cho mẹ. Cuộc sống bình yên tưởng cứ thế trôi qua, nhưng rồi bi kịch ập đến khi Phú đem lòng yêu một người con gái nhỏ hơn mình 4 tuổi. Phú quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Hiếu Hạnh, sinh năm 1993, ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian quen nhau, Phú biết chị Hạnh có quan hệ tình cảm với bạn trai đang sinh sống ở Đan Mạch. Thời điểm đó, chị Hạnh nhắn tin cho Phú biết là mới đi du lịch về, đã qua nhà gặp mẹ Phú và trả lại món quà mà Phú đã tặng chị Hạnh và muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Phú. Không muốn chấm dứt quan hệ, Phú nhiều lần điện thoại nhưng chị Hạnh né tránh. Nghĩ rằng người yêu đã quay lại với bạn trai cũ, Phú nảy sinh ý định đến gặp chị Hạnh để nói chuyện, nối lại tình cảm. Nếu chị Hạnh không đồng ý, sẽ dùng hung khí đoạt mạng người yêu. Nghĩ là làm, Phú lấy hung khí sắc nhọn bỏ vào cốp xe rồi chạy đến nhà Hạnh. Đến khoảng 19 giờ, chị Hạnh về nhà thì gặp Phú. Lúc này chị Hạnh nói là sẽ đi du học nước ngoài và không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với Phú nữa. Hai người đã cãi nhau. Phú tức giận lấy xe chạy về nhà. Nhưng khi đi được một đoạn thì Phú vẫn còn ấm ức nên quay lại gặp Hạnh, cố níu kéo tình cảm. Phú gọi Hạnh ra đầu hẻm nói chuyện. Vừa đi ra, chị Hạnh vừa nói chuyện với bạn qua điện thoại. Thấy Hạnh thờ ơ với mình, Phú mở cốp xe, lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn, tác động nhiều nhát vào người chị Hạnh. Khi nạn nhân ngã gục xuống đường, Phú nắm lấy tóc rồi tiếp tục tác động thêm một nhát dao vào cổ nạn nhân. Sau khi vụ việc xảy ra, bị người bảo vệ gần đó phát hiện, Phú vứt hung khí xuống đất rồi bỏ chạy. Cha của nạn nhân nghe tiếng chi hô nên chạy ra cùng mọi người đuổi bắt Phú, giao nộp cho công an. Do đa vết thương gây tổn thương khí quản và tác động mạnh vào tim, chị Hạnh đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Khi ấy, Hạnh mới chỉ 20 tuổi. Phú với gương mặt đẹp trai, ăn mặc gọn gàng, nước da trắng, cùng chiếc kính cận thư sinh khi đứng trước vành móng ngựa. Không ai nghĩ đó là một tên sát thủ,
từng ra tay tước đoạt mạng sống của cô gái đang tuổi đôi mươi. Cái kết của mối tình ngắn ngủi khiến ai biết đến cũng phải đau lòng. Phòng xử B, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm ấy đông nghẹt người đến dự khán. Cúi gằm trước vành móng ngựa, Phú đứng nghe vị công tố viên đọc bản cáo trạng. Sau đó nghe thẩm vấn về hành vi tội ác, Phú đôi mắt rơm rớm nước, lý nhí khai. Tình cảm của hai người đang tốt đẹp thì bỗng dưng Hạnh đột ngột chia tay. Trong một phút thiếu kiềm chế, bị cáo mới gây ra tội lỗi. Vị chủ tọa hỏi, vậy bị cáo sát hại chị Hạnh thì có thể níu kéo tình cảm được không? Phú lý nhí, dạ không. Chủ tọa hỏi tiếp, khi yêu thấy người con gái mình thương bị một cơn đau nhỏ, mình cũng xót. Vậy mà bị cáo cầm hung khí, tác động vào người nạn nhân hàng chục nhát mà gọi là yêu sao? Lúc này, hung thủ chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Chủ tọa nói tiếp, trong tình yêu là sự tự nguyện đến với nhau, mọi người đều có quyền bình đẳng, quyền lựa chọn. Ngay cả khi đã kết hôn, nếu hôn nhân không hạnh phúc, pháp luật cho phép con người có quyền ly hôn. Bị cáo và Hạnh mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương, sao có thể vì Hạnh muốn chia tay mà bị cáo đang tâm tước đoạt mạng sống của người ta. Bị cáo ra tay dã man như vậy mà có thể nói là rất yêu Hạnh hay sao? Nghe hội đồng xét xử phân tích, Phú cúi đầu câm lặng, hai dòng nước mắt trào ra. Trong phần thẩm vấn, Phú đã gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình nạn nhân. Ngồi ở hàng ghế phía trên với tư cách là đại diện người bị hại, cha mẹ Hạnh nhiều lần đưa tay lau nước mắt. Được hội đồng xét xử mời lên thẩm vấn, cha Hạnh kể về buổi chiều định mệnh. Tôi không bao giờ quên được buổi chiều ngày hôm ấy. Lúc Phú đến, tôi đang ở trong nhà. Con gái tôi vừa ra ngoài, đã nghe tiếng hét thất thanh của nó. Khi tôi chạy ra, con gái tôi đang co giật. Chỉ trong chốc lát, vợ chồng tôi đã mất con. Tôi không bao giờ tha thứ cho tội ác của Phú. Nghe người chồng trình bày, bao dồn nén vỡ òa, mẹ Hạnh khóc, đôi vai run lên bần bật. Họ cho biết sự ra đi của con gái ở tuổi 20 là một nỗi đau quá lớn. Bao dự định, bao kỳ vọng mất đi, chỉ còn lại nỗi đau ám ảnh từng ngày. Khi được nói lời sau cùng, nước mắt lăn dài trên má, Phú nức nở. Cho cháu được xin lỗi, chỉ vì nông nổi, không suy nghĩ thấu đáo mà cháu đã gây ra bi kịch cho gia đình Hạnh. Hành vi của mình là sai trái, nhưng bị cáo còn quá trẻ. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo một cơ hội được sống để có cơ hội quay về làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ và khắc phục hậu quả tội ác đã gây ra. Nhưng những giọt nước mắt hối hận của Phú đã quá muộn màng. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt anh ta mức án cao nhất là tử hình. Bản án vừa tuyên, Phú đứng chết lặng trước vành móng ngựa. Anh ta lê bước theo lực lượng áp giải, phía sau là người mẹ già và người thân gục xuống khóc lóc gọi tên con. Tuy nhiên, sau đó hội đồng xét xử, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, gia đình khắc phục toàn bộ tiền bồi thường 150 triệu đồng cho phía bị hại, nên được chấp nhận kháng cáo giảm án. Do đó, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm án từ tử hình xuống chung thân với Phạm Văn Phú về tội giết người.